bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhìn nhật thực qua màn tấm phim. Đây là tấm phim X-quang. Các bạn thấy đây là tấm phim X-quang. Nó có phần đen ở giữa. Chúng ta sẽ nhìn hướng mặt trời vào phần đen này, chúng ta sẽ thấy rõ nhật thực. Không nên nhìn bằng mắt thường nha các bạn. Đây, tôi sẽ để tấm phim lên. Đó, các bạn thấy không? Đó, nhìn thấy nhật thực. Không nên nhìn bằng mắt thường. Chưa em coi cái. Đây, nó đây. Chúng ta đặt mắt vào nhìn rất là rõ thôi các bạn. Đây là tấm phim X-quang. Mặt trời nằm ở đâu? Đây cuối cùng. Đó. À, ok. Thấy tao mới sợ á. Tiếng nào tiếng vô bắt chước.